em ngạc nhiên khi mà em biết đây là ngôi nhà thứ hai của anh đó. Em cứ nghĩ là khi mà mình ngân nga tại gia thì mình sẽ đến nhà của cái người nhân vật đó, nhưng mà không ngờ là đây anh lại cho mọi người đến với một cái quán cà phê rất là dễ thương, có cây cối rồi cách trang trí nó cũng rất là nghệ sĩ đó. Anh chia sẻ thêm một tí xíu. Thực ra thì có một cái nguyên nhân rất là khách quan, đó là vì nhà anh nhỏ lắm, nhạc sĩ mà nghèo. Đâu có, nghèo quá ha, cái chỗ có... này nó nghèo quá nè. Không, cái nhà số 1 á, ngôi nhà của anh đang ở ấy, dạ. Nó nhỏ xíu à. Mấy cái người như vậy giàu ngầm đó Phương. Nhưng có không đâu. Có nghèo. Nghèo lắm, nhạc sĩ nghèo lắm, Phương cũng là nhạc sĩ mà Phương. Dạ em bị nghèo thiệt. Thấy chưa? Có nghĩa là thời gian hiện tại khi mà nhắc đến Nguyễn Minh Cường thì người ta nhắc tới rất là nhiều bài hit. Ca khúc đầu tiên anh Cường viết là ca khúc nào? Cái khúc đầu tiên là cái khúc tham gia vào Bài Hát Việt luôn, và lần đó là tham gia chung với Ái Phương. Thế là nó có những cái mối duyên nó, okay, nó rất là lâu rồi. Năm đó là chung với Phương, Ái Phương là hát bài Cô Đơn năm 2014. Thì cái bài đầu tiên của Cường là bài Chín Cơn Mưa Ấy. Cho nên là những cái ca khúc của anh Cường viết thì em đa số là thấy đều là thiên về tình yêu. Và những cái câu chuyện tình nó rất là buồn. Anh có thể chia sẻ cái người nghệ sĩ đầu tiên, ca sĩ đầu tiên mà anh hợp tác trong cái dự án đầu tiên của mình là gì? Là ai ạ? Ái Phương. Ồ, lại là cô ấy. Ái Phương là ca sĩ đầu tiên khi mà Cường cho ra mắt, gọi là một cái sản phẩm official, một sản phẩm chính thức với vai trò lòng nhạc sĩ. Thì ca khúc Cảm Ơn Vì Đã Nói Câu Từ Chối là Cường đã gửi gắm cho Ái Phương và anh Dũng Hà cô ta. Có nghe. Để thể hiện ca khúc này, và rất là may mắn là khi mà ra ca khúc này thì mọi thứ đến với mình thuận lợi lắm. Tức là mọi người lâu lắm rồi mới nghe được một cái bài hát mà nó mang một cái tính tích cực như vậy. Nên là mọi người đón nhận rất là nhiệt tình. Thật ra Phương nghĩ là cũng là may mắn á, bởi vì mọi người hay nghĩ là Ái Phương hát nhạc nhẹ nhàng, bay bay, buồn buồn. Xong lúc đó không hiểu sao có mỗi anh Cường là giao cho cái bài Swing. Và kêu là Ái Phương hát bài này, mình mừng muốn chết. Hôm nay là không có anh Dũng Hạ ở đây. Thì giờ cháu muốn nghe bài này Phương với anh Cường hát. Tại vì Cường hát cũng hay lắm. Thôi để gọi điện thoại cho anh Dũng Hạ tới. Thôi hỏi gì lâu lắm anh. Giờ anh xử luôn đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Cảm Ơn Vì Đã Nói Câu Từ Chối với phần biểu diễn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Ái Phương.